Quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những giây phút trải nghiệm thật là tuyệt vời và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh ngay phía bên dưới góc phải màn hình để nhận được những tin tức mới nóng hổi mỗi ngày nhé. Ngay sau đây mời quý vị hãy cùng theo dõi chuyên mục tin tức showbiz mới nhất hôm nay. Hot. Nhà sản xuất phim sẽ khởi kiện Kiều Minh Tuấn và An Nguy công khai chuyện tình cảm. Thưa quý vị, thời gian vừa qua câu chuyện tình tay ba giữa An Nguy và Kiều Minh Tuấn cũng như là các phượng vẫn là câu chuyện được khá nhiều người quan tâm. Trong khi An Nguy và Kiều Minh Tuấn trả lời truyền thông rằng cặp đôi đã nuôi dựng tình cảm từ trên phim và ra ngoài đời vẫn còn yêu nhau, thì các phượng lại một mực bảo rằng cô và Kiều Minh Tuấn vẫn vô cùng hạnh phúc. Ngay sau đó, thông tin phở kịch giữa Kiều Minh Tuấn và An Nguy là do một tay các phượng dựng nên khiến khán giả một phen vỡ hòa vì bất ngờ và không biết đâu là sự thật. Bởi đây trong sự kiện ra mắt bộ phim Kiều Minh Tuấn và An Nguy tham gia diễn xuất, cả hai xuất hiện nhưng lại ngói lơ nhau. Động thái trên chính là câu hỏi được nhiều người hâm mộ đặt ra câu hỏi, họ đang yêu nhau thật sao? Câu chuyện chưa ngã ngủ, người hâm mộ vẫn còn tò mò thì mới đây, nhà sản xuất bộ phim của An Nguy và Kiều Minh Tuấn đã đưa ra một thông báo rằng, có thể sau khi bộ phim kết thúc, phía công ty này sẽ khởi kiện Kiều Minh Tuấn và An Nguy. Trả lời với báo chí về việc scandal đó ảnh hưởng thế nào đến với bộ phim, đại diện nhà sản xuất cho rằng bộ phim bị lỗi do scandal của hai nhân vật chính. Đại diện nhà sản xuất cũng cho biết rằng trong hợp đồng thì có điều khoản ghi rõ, diễn viên không làm ảnh hưởng gì tới bộ phim. Phía nhà sản xuất còn chia sẻ rằng sẽ không bao giờ hợp tác với cả Kiều Minh Tuấn và An Quy nữa. Tôi không thể chấp nhận diễn viên vì tình cảm riêng tư mà ảnh hưởng lớn cho nhà sản xuất. Tới giờ hai bạn đó chưa bao giờ xin lỗi tôi, đi cine tour, tôi chưa kịp hỏi thì các bạn đã trốn về hết. Kiều Minh Tuấn và An Nguy công khai yêu nhau chỉ là chiêu bia cho phim. Ô mau tình cảm xảy ra vào đúng thời điểm cả hai chuẩn bị ra mắt bộ phim mới. Bởi thế nhiều cư dân mạng một bực khẳng định Kiều Minh Tuấn và An Nguy chỉ là đang bia cho bộ phim. Những giờ qua, thông tin chấn động làng giải trí khi cặp đôi Kiều Minh Tuấn và An Nguy thừa nhận yêu nhau trong một bài trả lời phỏng vấn. Theo đó, An Nguy cho biết có những thời điểm cô thấy rất có lỗi với chuyện tình cảm này và đó cũng là lý do tại sao sau khi kết thúc phim, An Huy quay trở lại Mỹ và cắt đứt liên lạc với Kiều Minh Tuấn. An Huy cũng cho biết, đến tận thời điểm này cô vẫn chưa gỡ bỏ được những khúc mắc trong lòng, mặc dù biết sai trái nhưng vẫn không thể nào trói những cảm xúc tình cảm của mình được. Nữ diễn viên nói và bật khóc. Trong khi đó Kiều Minh Tuấn lại cho biết anh mới là người có lỗi. Theo Kiều Minh Tuấn, lỗi của anh là đưa bạn diễn vào một thế giới mà chính anh xây dựng và bạn diễn không thể nào thoát ra được. Trong vòng một tháng qua, nghi vấn kiều minh tuấn hẹn hò an nguy thu hút khá nhiều sự chú ý từ dư luận sau một thời gian dài im lặng đây được coi là lần chính thức lên tiếng đầu tiên của hai người trong cuộc ngay lúc này đây, cộng đồng mạng đang nổ ra một cuộc tranh cãi. Bên cạnh số ít bên vực và cho rằng tình cảm không có lỗi, hầu hết người hâm mộ đều đặt nghi vấn ồn màu trên là chiêu trò bia bởi dự án phim chung của Kiều Minh Tuấn và An Huy sắp ra mắt. Trên các diễn đàn, rất nhiều bình luận đều nói về vấn đề này, cũng như chỉ trích hai người trong cuộc. Thậm chí không ít người còn vào hẳn Facebook cá nhân của Kiều Minh Tuấn và để lại những lời lẽ vô cùng gay gắt. Liệu ồn màu giữa Kiều Minh Tuấn và An Huy có phải là chiêu trò bia Nhiều dân mạng đồn đoán? các phượng tức giận lên tiếng trước tin đồn bỏ đăng ký kết hôn chia tay kiều minh tuấn trong mấy ngày gần đây dư luận xôn xao trước tin đồn các phượng và kiều minh tuấn đã đừng ai nấy đi vì sự xuất hiện của kẻ thứ ba mặc dù người trong cuộc ra sức nói chúng tôi vẫn ổn nhưng những tin đồn dường như luôn bám theo cặp đôi này mới đây nhất trên trang cá nhân của mình các phượng đăng tải những tờ kịch bản được viết tay mà cô đang thực hiện tuy nhiên nữ diễn viên vô cùng giận dữ khi nhiều người cho rằng đó là đơn đăng ký kết hôn của cô với kiều minh tuấn theo nguồn tin này, các Phượng chấp nhận ra đi, để lại tờ đăng ký kết hôn và những bức thư viết tay gửi đến người bạn đời kém 18 tuổi. Các Phượng giận dữ trên trang cá nhân, nghe tin mà các muốn đột quỵ, Phật trời ơi, để lại cả tờ đăng ký kết hôn nữa mới ghê, đây là mấy tờ kịch bản tôi viết mà. Gần như không kiềm chế được cảm xúc vì những ồn ào chia tay với Kiều Minh Tuấn thời gian vừa qua, các Phượng viết, nếu còn tiếp tục tung tin nhảm để trục lợi trên sự hoang mang của khán giả, các Phượng xin hứa sẽ đến tìm tận ổ của các người. Đồng thời, bà mẹ một con cho biết tờ đăng ký kết hôn được chia sẻ là sản phẩm của công nghệ cắt kép ảnh. Nói về loạt bức thư viết tay ồn ào, các phượng tiết lộ đó là bản thảo kịch bản được cô hoàn thành trước đó mấy ngày và đã có chia sẻ trên trang Facebook. Các phượng phản bác rằng, mấy sắp giấy đó là tôi ngồi viết tâm sự chia tay. Thời buổi này mà còn viết tâm sự chia tay sao? Mấy tờ kịch bản của tôi viết mà suy ra được là tờ chia tay. Về phía Kỳ Minh Tuấn, anh cho biết, thật sự tôi sợ mọi người thất vọng nhiều hơn. Tôi cũng từng nói với người hâm mộ rằng đừng bao giờ quá ngưỡng mộ một điều gì đó. Bởi lẽ không có thứ gì trường tồn mãi mãi cả, ngay cả một tượng đài cũng có ngày đổ vỡ thôi. Còn các Phượng cũng trong một lần chia sẻ gần đây cho biết, nếu mà Kiều Minh Tuấn yêu An Nguy thì cô cũng sẵn sàng chúc phúc. Các Phượng và Kiều Minh Tuấn luôn được dư luận chú ý, thậm chí ngưỡng mộ bởi cuộc tình lệch tuổi quá là đẹp của họ. Đẹp tới độ khiến cho nhiều người khó tin. Nữ diễn viên hơn bạn trai 18 tuổi. Năm 2017, các Phượng xác nhận đã đăng ký kết hôn với Kiều Minh Tuấn, nhưng không có ý định tổ chức lễ cưới. Tiết lộ gia thế của Kiều Minh Tuấn, bạn trai trẻ của các Phượng Kiều Minh Tuấn là một nam diễn viên trẻ đang được chú ý đến khi anh là bạn trai của các phượng, người lớn hơn anh đến 18 tuổi. Vậy gia thế của Kiều Minh Tuấn như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Diễn viên nam Kiều Minh Tuấn sinh vào ngày 26 tháng 2 năm 1988 tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nước Việt Nam. Anh sống và làm việc chủ yếu tại thành phố Hồ Chí Minh, nước Việt Nam. Anh sinh ra thuộc cung sông Ngư, cầm tinh con giáp là con rồng, mậu tình năm 1988. Kiều Minh Tuấn đã được xếp hạng nổi tiếng thứ 970 trên thế giới và đứng thứ 47 trong danh sách diễn viên nam nổi tiếng. Tổng nhân số của Việt Nam vào năm 1988 vào khoảng 63,26 triệu người. Kiều Minh Tuấn là một nam diễn viên đã đang thu hút sự quan tâm của công chúng sau vai diễn một anh chàng dân chơi chính hiệu ở trong bộ phim Chiếu Đạp Em Chương 18. Nam diễn viên này còn được biết đến qua mối tình với nữ diễn viên hài các phượng, người hơn anh đến 18 tuổi. Nhắc đến cái tên Kiều Minh Tuấn thì khán giả Việt Nam sẽ liên tưởng đến những nhân vật hài bựa hay là nghèo hèn. Tuy nhiên trong bộ phim Em Chưa 18, Kiều Minh Tuấn đã có được màn lột xác vô cùng ấn tượng. Anh chàng diễn viên 8X này đã có màn hóa thân vào nhân vật Hoàng, một anh chàng dân chơi đúng chất với những chiếc xe siêu sang và với bộ sưu tập hàng hiệu. Trong phim Em Chưa 18, Kiều Minh Tuấn và Hoàng đã có quen biết và trải qua tình một đêm với Linh Đan. Cô nàng này chưa đầy 18 tuổi, mối tình oan trái của cặp đôi này cũng đã mang đến cho khán giả nhiều tình tiết khá hài hước, giờ khóc dở cười cũng đã tạo nên sức hấp dẫn của bộ phim. Sau em chưa 18, Kỳ Minh Tuấn đã cho biết, anh đã mới nhận lời mời tham gia vào bộ phim Chí Phèo Ngoại Truyện, được lấy cảm hứng từ tác phẩm văn học của nhà văn Nam Cao, anh sẽ vào vai Sáu Bảnh, Đàn Em và cũng là một cảnh tay đắc lực của ông Trùm Thiên Bá. Sao Bảnh là một nhân vật khá là mới đối với Kiều Minh Tuấn. Trong phim, nhân vật này đã luôn xuất hiện với nụ cười méo xệch, tạo nên sự ấn lạnh cho những người đối diện. Tháng 2 năm 2017, Kiều Minh Tuấn và nghệ sĩ Cát Phượng đã công khai, đang hẹn hò. Cặp đôi này cũng đã nhận được nhiều lời chúc mừng từ đồng nghiệp và đến những người hâm mộ. Người tình của Kiều Minh Tuấn đã cho biết họ đã quen nhau được 7 năm nhưng mà vì cô muốn giấu nên khán giả đã không biết mối quan hệ này. Nhưng mà các đồng nghiệp của cô thì đều đã biết. Các Phượng còn cho biết Kiều Minh Tuấn cũng đã mua một căn chung cư trị giá đến 3 tỷ để tặng cô. Điều đó khiến cho cô cảm thấy tình cảm chân thành từ người tình. Mối quan hệ giữa Kiều Minh Tuấn và bé Bom, con trai của nghệ sĩ Các Phượng cũng đã rất thân thiết. Nam diễn viên này đã cho rằng tình yêu là không có tiêu chuẩn và cũng sẽ không có công thức chung. Kiều Minh Tuấn diễn chung cùng với hot girl Tiên Nguyễn, Châu Bùi, Will 365 ở trong bộ phim Em Chưa 18. Anh đã đang đóng phim chí phèo ngoại truyện cùng với diễn viên hài Tu Trang và nghệ sĩ hài Tiến Luật. Các phượng phản pháo tin đạo diễn chuyện tình yêu của Kiều Minh Tuấn và An Nguy. Thưa quý vị tính giả thân mến, mới đây trên mạng xã hội xuất hiện tin đồn, nghệ sĩ các phượng là người đứng sau, giật dây chuyện tình của Kiều Minh Tuấn và An Nguy. Trong cuộc trò chuyện mới đây với báo chí, cặp đôi diễn viên chính của chú ơi đừng lấy mẹ con là Kiều Minh Tuấn và An Nguy khẳng định đang yêu nhau. Sau khi thông tin này được chia sẻ rộng rãi, dư luận cho rằng cặp đôi công khai tình cảm chỉ là chiêu trò để quảng bá cho bộ phim sắp ra mắt. Về phía các phượng, của tỏ ra khá bình thản trước sự việc này. Mới đây, nữ nghệ sĩ đã đăng tải hình ảnh đầy trạng rỡ vui tươi của mình, kèm theo đó là check-in tại Đà Nẵng. Tuy nhiên, ngay sau đó cô đã xóa bỏ hình ảnh này. Chính vì những chia sẻ của các phượng mà khán giả lại càng thêm tin vào tin đồn vừa xuất hiện trên mạng xã hội, Tuấn nữ nghệ sĩ là người đứng sau dàn dựng chuyện tình giữa Kiều Minh Tuấn và An Nguy vì có góp vốn sản xuất bộ phim Chú ơi đừng lấy mẹ con. Khi được một người hâm mộ hỏi về tin đồn này, các phượng nhanh chóng phủ nhận. Thông tin này là sai hoàn toàn nhé các bạn. Phim này các tôi không hùng hạp gì và tôi càng không biết gì về chuyện phỏng vấn. Tôi chỉ cho ngày cho báo phỏng vấn Kiều Minh Tuấn và An Nguy thôi chấm hết. Khi được nghệ sĩ Lê Bình động viên và hỏi về vụ việc của Kiều Minh Tuấn, nữ nghệ sĩ đã né tránh trả lời và đề nghị đàn anh nên hỏi thẳng Kiều Minh Tuấn. Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh Kiều Minh Tuấn và các phượng đáp chuyến bay đến Đà Nẵng. Chủ nhân của bức hình này còn tiết lộ vừa xuống sân bay, các phượng liền đi mua nước cho Kiều Minh Tuấn. Trước đó trả lời, một trang báo các phượng cho biết Cô cùng Kiều Minh Tuấn sẽ đi Đà Nẵng vào ngày 14 tháng 9 để nghỉ ngơi và giải tỏa stress, tuy nhiên một người thân thiết với cặp đôi cho biết họ đi theo lịch diễn đã nhận từ trước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa thì các bạn hãy share và like và đừng quên chia sẻ cảm nghĩ của mình về video này bằng cách comment phía bên dưới nhé vị hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía bên dưới màn hình để ủng hộ kênh và nhận được những tin tức hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức tiếp theo.